Nó sinh ra cả cấp sinh đó video này thì sẽ hướng dẫn các em cái dạng số 3 là quy tắc cộng tính xác suất. Em nên học kỹ cái phần này với cái phần tính nhân xác suất á, hai phần này nghĩ là quan trọng nhất á. Còn cái phần biến cố đối đó thì mình sẽ đầu tư nó sau, mình nên học kỹ cái phần tính toán xác suất nha. Thì cái phương pháp giải nó có hai phần, một phần là các em tính biến cố cho hai cái cộng xung khác. Xung khác có nghĩa là hai biến cố này nó không thể xảy ra cùng lúc, thì công thức nó là cộng lại. Còn nếu như nó không xung khắc nha, thì em phải trừ lại cho cái phần hợp chung của nó. Xin lỗi, trừ lại cho cái phần giao chung. Hai công thức này quan trọng nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm bài tập thôi. Tại vì thầy không có giảng cái bài này cho mấy em trên lớp, cho nên thầy sẽ quay video. Ví dụ một, người ta cho AB là hai biến cố xung khắc, cho xác suất của A là 1 phần 3, xác suất của B 1 phần 4. Tính xác suất của A hợp B thì em sẽ có là xác suất của A hợp B là bằng xác suất của A cộng xác suất của B, nếu hai này xung khắc nha, là 1 phần 3 cộng 1 phần 4 là ra 7 phần 12 nha. Tương tự ở ví dụ 2 cũng giống hệt luôn, lấy 1 phần 5 cộng 1 phần 3 rồi lấy nha. Nhưng mà cái này nó kêu tính BB thì em trừ lại thôi, trừ lại cái này giống như là mình chuyển với nhau. BB là bằng B của A hợp B, xong rồi em trừ lại B là 1 phần 3 trừ 1 phần 5 là ra 2 phần 15. 2 phần 15. Ví dụ 3, rồi câu A nè, chứng minh C bằng A hợp B, thì cái này mấy em muốn chứng minh mấy em phải liệt kê ra. Đúng rồi, nếu mà bài tự luận á, mấy em phải liệt kê nó ra em mới chứng minh được. Như vậy thì mình sẽ liệt kê biến cố A. Biến cố A, cả hai tấm thẻ đều ghi số chẵn. Cả hai tấm đều ghi số chẵn, nhìn liệt kê gì nữa mà 22 24 liệt kê gì nữa, chỉ một tấm thẻ ghi số chẵn. Vậy là bây giờ mình tính A cái đi, A là bằng NA đi, mình tính mình liệt kê không hết đâu. NA là em lấy hai tấm thẻ trong 10 tấm thẻ mang số chẵn. Đúng rồi, tại vì từ 1 tới 20 á, là em chỉ có 10 tấm mang số chẵn thôi. Còn NB á, là một tấm thẻ ghi số chẵn là C110. Ok chưa? Còn NC đó là tích ghi trên hai tấm thẻ là một số chẵn. Tích ghi trên hai tấm thẻ là một số chẵn khi nào? Khi có một tấm thẻ là số chẵn. Ok. Khi có một tấm thẻ là số chẵn á, thì dù em nhân số lẻ hay số chẵn á, cũng sẽ đều ra được vậy. Rồi bây giờ mình tính NC nha. NC thì nó sẽ bằng cái gì? Rồi. Mới đầu là mình sẽ lấy một số chẵn trong 10 số chẵn, sau đó là lấy một số trong 19 số còn lại. Tại vì nếu em lấy một số chẵn á, em lấy một số chẵn á, thì bây giờ em lấy số lẻ hay số chẵn á, thì em lấy số lẻ số chẵn thì tích 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 trên hai số cũng là chẵn thôi. Hiểu nè. Rồi có này là nhiêu, cái này chẵn chín nè, còn cái này nhiêu một c hai. Bốn lần còn cái này 10 làm sao chứng minh là
C bằng A hoặc B ra. Mồi số chẵn cả hai có thể ghi số chẵn là C hay 10 đúng không? Chỉ có một tấm thẻ ghi số chẵn. Nếu mà hệ tính BC á, hệ tính BC cái đi BA đi, B của A là lấy 45 đúng không? À hiểu rồi, nó nói rút ngẫu nhiên hai tấm thẻ, như vậy cái NB này phải thêm cái nữa, em phải rút thêm thẻ nữa, rút một thẻ trong 19 thẻ còn lại, nhìn thấy đúng. Rút một tấm ghi số chẵn, à chỉ cái này rút một tấm ghi số chẵn, chỉ có một tấm ghi số chẵn thì lấy sẽ một số chẵn trong 10 số chẵn, xong lấy một số lẻ trong 10 số lẻ, thì là cái này là 100. Ok. Rồi ok, xong rồi em tính BA đi, BA bằng 45 chia lại không gian mẫu nha, N omega đó, rồi em lấy rút 28 trong 28, rồi thấy không, 45 chia 20 C2 9 bằng 38, còn BB là bằng 100 chia C2 20. BC là bằng gì? 190 tích ghi hai số là hai, đã một cái gắn gì là hai gì, cái này thì ghi thiếu gì, tích ghi sai số lẻ một số chẵn, tức là em thấy hai trường, một là lẻ chẵn, hai là chẵn chẵn đó, thầy ghi cái này cho em dễ hình dung lại nha, cái này ghi sai. Một á là nó lẻ chẵn, hai là chẵn chẵn, như là chẵn chẵn là C 20, còn lẻ chẵn á là C 10 nhân C 10 đó, cho nên em tính BC á là nó sẽ bằng BA đúng rồi cộng BB, các em nhìn được không, bản thân hạnh NC là bằng NA cộng NB, các em nhìn được không, nó giống hệt nhau này. Cho nên BC bằng BA cộng BB, cho nên C bằng A hoặc B đúng rồi. Giờ câu câu B là tính ngoài đúng nè, em ghi ra được đây là em đã chứng minh được câu A rồi, NA là C 20, NB là C 10 nhân C 10 đó. Rồi bây giờ BA cộng BB là BC, BA nữa này là 9 phần 38 cộng cho 10 phần 19 29 phần 38 cho nên là xong của B. Ví dụ 4, một đội tình nguyện gồm 9 học sinh khối 10, 7 học sinh khối 11, chọn ngẫu nhiên ra 3 người trong đội, gọi A là biến cố 3 học sinh được chọn về khối 10. Rồi vậy em tính lần A cái đi, 3 học sinh được chọn đều khối 10, có 9 học sinh khối 10, NB là cả 3 được chọn đều là khối 11, là NB bằng C 37. C là cả 3 người được chọn học cùng khối,
học cùng khối là gì? Hai trường hợp, trường hợp một là học sinh này nó học khóa 10 hết, trường hợp hai là học sinh nó học khóa 11 hết, vậy đây mình sẽ là C39 cộng C37, nó là xe ra câu A chứng minh nha. Ok, còn câu B, tính BC, BC là bằng không hết cộng này, BA cộng gì đây, không hết cộng xác suất BA lấy nợ A chia nợ Omega là C39 chia cho C3 có bao nhiêu học sinh, 9 cộng 7 là 16 học sinh, cộng C37 chia C3 16 là bấm 9C3 cộng 7C3 chia 16C3 là ra 17 80. Tiếp theo là con ví dụ 5. Một tổ công nhân có 5 nam 6 nữ, cần chọn ngẫu nhiên 2 công nhân đi thực hiện một nhiệm vụ mới. Tính xác suất của biến cố cả hai công nhân có cùng giới tính. Cả hai công nhân có cùng giới tính thì mình sẽ xét hai trường hợp. Đúng rồi, thầy gọi biến cố này là biến cố T nha. NT bằng cả hai công nhân được chọn có cùng giới tính nghĩa là gì? Hoặc là nam hết hoặc là nữ hết, thì là C25 cộng C26. CABT là C25 cộng C26 chia cho C21. Năm C2 cộng 6 C2 chia 11 C2 ra 5 phần 1. Ví dụ 6, trên kệ có 4 cuốn sách toán, cuốn này cuốn không có giờ. Nào con sách văn lấy lần lượt ngẫu nhiên 3 cuốn. Tính xác suất để 3 cuốn mình chọn cùng môn cũng giống hồi nãy thôi nha. Gọi này là biến cố H. Mình sẽ tính được NH là bằng cùng môn hoặc là toán hết hoặc là văn hết đúng không? C34 cộng C35 CABH là bằng C34 cộng C35 chia cho C39. Ok, 4C3 5C3 chia 9C3 1 phần 6. Ví dụ 7, cộng biến cố không xung khắc, có nghĩa là mấy em phải trừ hai biến cố này không xung khắc. Đây nè, số viết ra chia hết cho 3 và chết cho 4, nghĩa là gì? Có những cái số mà nó vừa chết cho 3 và chết cho 4 luôn. Ok chưa? Cho nên mấy em phải đi tính BA cái đi. BA chọn ngẫu nhiên hai số nguyên dương có hai chữ số. Rồi, những số em gọi số trường hợp là AB đi. Vậy mình tìm biến cố A cái nha. Ok, số có hai chữ số mình chia cho 3, số nào ta? Số hai chữ số chia cho 3 là tổng chia cho 3 đúng không? Vì có thể là 1, 2 nè. Thầy đi kê ra nha. 1, 2. Nhiều lắm ta. À, hai chữ số mình chia cho 3 hả? Như vậy là nó là bội của 3. Bội của 3 mà đi từ 12 à, đi từ 12. Em phải hiểu nè, nó bắt đầu từ số 12. Đúng nè, xong nó thêm 3 hoài. Ok chưa? Như vậy là tới số mấy ta? 99. Từ 12 tới 99 có nhiều số mình xài cấp số cộng đi. Đúng nè.
U1 là 12, UN bằng 99. Đó, tìm N. Ok, đây là tất cả những số có thể chia cho 3 nha, mà hai chỉ số nha. Ok. Nghĩa là 99 bằng 12 cộng cho N trừ 1 nhân 3. Tìm N. 99 trừ 12 chia 3. 30 số. 30 số như thế nào? Số chia cho 4 cũng tương gần đúng em. Số chia cho 4 là bắt đầu là số 10 chia cho 4 không? Không, 12. Cho tới số mấy chia cho 4? 99 có chia cho 4 không? Không, 98 rồi. Không chia hết. 96. Rồi, 96 chia cho 4. Tức là từ 12 tới 96, D là 4 nha. Hiểu nè. Vì là 96 bằng 12 cộng N trừ 1 nhân 4. Tìm ra cái số lượng. Hai mươi hai số. NB bằng 22. Ok. Rồi bây giờ em sẽ tính xác suất qua đi. Em phải tính xác suất qua. Tính xác suất qua là BA là bằng NA chia N omega. NA là 30, N omega là số nguyên dương có hai chữ số. Đó là từ số 10 cho tới số 99 đúng không? Em hiểu là từ số 10 tới số 99 là bao nhiêu số nhỉ? Lấy 99 trừ 10 cộng 1 là 90 số. Ok, 90 số nha. 90 là 1/3. Ok. NB cũng tương tự là 22 chia 90 là 11/45. BB chứ xin lỗi, anh quên là BB. Rồi, Sega. Hai biến cố này không hề xung khắc nha. Lưu ý. B của A hợp B theo công thức nha. Là bằng hai biến cố không xung khắc là BA cộng BB trừ cho B của A nhân B, đúng không? Rồi, thấy không? B này nè, tính là cái BAB nè. Đúng nè. Bây giờ cái BAB đó, tức là phần chung của A với B đúng không? Là vừa chết cho 3, vừa chết cho 4 là 12 nè. Thì liệt kê nghe 12, 24, 36, 48 thì 12 nữa 60, 72. Rồi 12 nữa 84, 12 nữa 96. Ok, vậy là điểm nha. Sa 8 số à. 8 phần 90. Đó, vậy là hồi nãy thì dễ sai. Cái này trừ cho 8 phần 90 cũng đúng mấy cậu ơi. Tôi xin lỗi mấy cậu nha. Ok, sửa lại. I'm sorry. Nhận ra lỗi lầm của bản thân mà biết sửa đổi là được tốt. Còn nó coi nó tôi viết cho mấy cậu thì tôi xài cho tôi luôn. Tức là hai biết, tức là mình chỉ được nhân khi hai biến cố độc lập. Rõ ràng hai biến cố này không còn độc lập nữa. 22 thì 45 thì mới đúng này. Ok, sửa luôn. Một nhóm có 40 học sinh, trong đó 30 học sinh thích toán, 15 học sinh thích lý và 30 học sinh thích cả toán và lý. Ok. Vì cái này là B của A nhân B nè. Thằng này là B A, thằng B C. Thằng này là B của A nhân B. Đó. Chọn ngẫu nhiên một học sinh tính xác suất để học sinh này thích học ít nhất một môn toán và lý. Rồi cũng vậy thôi. Tức là cái này là tính B của A hợp B. Đó. Ok, vậy là cái này 30 phần 40 cộng cho 15 phần 40. Tức là cái xác suất này là 30 chia 40. Đúng không? 30 chia 40 học sinh, 15 chia 40 học sinh.
xong em trừ cho gì 10 trên 40 thế là phần chung. Ok, 3 phần 4 cộng 15 chia 40 đúng không, trừ 1 phần 4 7 phần 8 ví dụ 10 bóc 30 lá phiếu từ một cái 30 ứng xác sức để chia hết cho 4 hoặc 5 rồi, vậy là hai này không hề xung á, vì chia hết cho 4 hoặc 5 á, chia hết cho 4 hoặc 5 á thì các em thấy được là nó có thể bị trùng nhau cho nên nó không hề xung khắc luôn. Mình sẽ tính, bây giờ mình sẽ tính chết cho 4 nha, gọi A là chết cho 4, B là chết 5, ok chưa, biến cố chia hết cho 4, B là biến cố chia cho 5. Cái thẻ em rút ra nha. Ok chưa? Vậy bây giờ chết cho 4 có số nào? Ở dưới là chia 30 đúng không? Tại em rút một thẻ, ở trong 30 thẻ thì không gian mỏng là 30. Rồi bây giờ số nào chết cho 4? Số 4 nè. Xong rồi số 8, 12, 16, 17, 20. 24, 30, hết rồi không? Hết. 28, hết rồi. Vậy là mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, phần 30. Ok. BB mấy em nghe thì dễ thôi, chữ cái này là tăng cái độ hiểu biết của em á. BB là chết cho 5 là có thể là 5, 10, 15, 20, 25, 30, 6 cái. Ok chưa? Như vậy á, xác suất của A hoặc B là bằng BA cộng BB trừ cho xác suất của A bên nhân B. Luôn câu 10 nha. Câu 10 là cái BA nhân B này không được xài như vậy, phải liệt kê giống như thầy nói hồi nãy đó. Vừa chết cho 4 vừa chết 5, tức là 20, hiểu không? Chỉ có số 20 thôi. Vậy là chỉ có một số duy nhất trong 30 số. Đó. 7 cộng 6 13 trừ 1 là 12, 12 thì 30. Hai phần năm. Rồi, xong. Kết thúc phần tổng xác suất của em. Rồi, tạm biệt các em, chúc các em tốt. Bye bye. Là đặt trắc nghiệm ha, thì sẽ giải 8 bài trắc nghiệm cho các em. Ok. Câu 1, hai cái cốt xung khắc thì bằng hai hàng cạnh nhau. Câu 2 cũng tương tự, hai hàng xung khắc thì lấy này trừ này, không một phần tư. Xung khắc luôn lấy hai hàng cộng nhau. 1 phần 3 cộng 3 phần 8. Vậy là mẫu chung 24. Ok. Câu 4. Hai biến cố này như thế nào? Theo thầy là không xung khắc. Tại sao? Thầy hết chỗ này nè. Em phải coi. Ví dụ như cái này BA cộng B phải không? Em thử em lấy hai cái này cộng nhau coi. Nó đâu có ra được cái này đâu. Ok chưa? Em lấy 1 phần 3 cộng 1 phần 4. Em thấy được điều này nè. Nó không có bằng mấy em. 7 mà 12 nó đâu bằng 1 phần 2. Tức là nó không thể xung khắc. Đúng nè, không thể xung khắc. Rồi bây giờ em phải trừ thêm tích hai này nữa. Nếu nó bằng đúng 1 phần 2 thì chắc chắn hai thằng này không xung khắc. Đó, thấy không? Nó bằng đúng 1 phần 2 thì không xung khắc. Còn nếu nó không bằng luôn thì em không có rõ. Em không hề biết. Câu 5 tương tự với câu hồi nãy luôn nha. Em lấy một chiếc thẻ cho 12 chiếc. Cái này là biến cố chia cho 3, như vậy nó chỉ có thể là 3, 4, 10, 12, 4 chiếc, tức là BA là 4 chia 12, BB là nhiêu, chia cho 5, chia hết cho 5 là mấy, 5, 10,
5 với 10 thôi. Đúng không? 5 với 10 là 2 cộng 12. Em lấy hai này cộng lại là đủ rồi. Ok, thì tại sao em lấy hai này cộng lại không cần như nhau? Tại vì từ 1 tới 12 là chia hết cho 3 chứ chia hết cho 5 á, nó không có bị gọi là không xung khắc. Hai thằng này hoàn toàn xung khắc. Nó có giống nhau đâu, nó đâu có trường hợp nào nó bị trùng với nhau. Em lấy hai thằng cộng lại được rồi. Đúng nè. Đừng có trừ cho hai cái nhân nhau nha, tại vì hai thằng này hoàn toàn xung khắc. Cho 1 phần 2. Khi nào em cảm giác mà em ngồi em đoán được nó là không xung khắc thì mới trừ lại cho tích hai thằng nhân nhau. Không xung khắc nữa là em nhìn em đếm nó, nó thấy em thấy nó có cái trùng đó. Nó là không xung khắc. Câu 6. Đây nè, để đọc nha. 15 học sinh giỏi môn toán, 8 học sinh giỏi môn vật lý, chọn ngẫu nhiên một học sinh, xác suất để chọn được nam giỏi toán hoặc là giỏi vật lý, tức là cái này xung khắc. Xung khắc tại vì hoặc là giỏi toán hoặc giỏi vật lý thôi. Nghĩa là xác suất là gì? Chọn một nam trong 15 nam hoặc là chọn 8 nữ trong 8 nữ thôi. Được chưa? Chia lại cho không nguyên mẫu là 40. 15 phần 8 chia 40 nữa. Năm ba phần 40 là còn ăn. Rồi, câu 7 nè. 30 học sinh giỏi toán, 15 học sinh giỏi lý, 10 học sinh giỏi cả toán và lý. Chọn ngẫu nhiên một học sinh, tính xác suất để được học sinh thích học ít nhất một môn toán hoặc lý. À, rồi. Bây giờ mới chính thức là xong không xung khắc này, là em sẽ xài công thức này. B của A hoặc B. Đúng rồi. BA cộng BD. Ok chưa? Vậy nữa, trừ cho B của A. Rồi, thế thôi. 30 phần 60. 30 đứa giỏi toán trong tỷ lệ 60 đứa cộng 25 đứa giỏi lý trong tỷ lệ 60. Còn cái phần chung của tụi nó đó, cái phần chung của tụi nó là 10 đứa thích cả toán và lý là phần chung đó. 10 chia 60 3 phần 4 đó em. Cái phần này nó thực sự nha, nó là sự kết hợp giữa cái chương tập hợp của năm lớp 10 với chương xác suất. Nó gọt rồi thôi. Câu 10, một hộp chứa 100 tấm thẻ cùng loại đến lần lượt từ 1 đến 100. Chọn ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp, tính xác suất để số trên thẻ chia hết cho 3 hoặc 5. Ok, lúc này hai thằng này là không xung khắc nha. Không xung khắc nha mấy cậu. Mấy cậu biết tại sao nó không xung khắc không? Nguyên nhân. Nguyên nhân là vì sao nó không xung khắc? Nguyên nhân là vì em chết có những số mà vừa chết cho 3 chỉ chết cho 5 được. Đó là số 15 nè, vừa chết cho 5 vừa cho 3. Rồi em liệt kê ra đi. A nha, mình tính BA nha. BA là chết cho 3 thôi đúng không? Thì nó là từ 3 tới 99. Mà D là mấy? D là 3, tính coi nhiêu số. D là 3 nha. Vậy là 99 bằng U1 là 3 cộng trên trừ 1 nhân 3. Vậy là 99 trừ 3 xong chia 3 cộng 1. 33 số. 33 chia mấy? 100. BB là chia cho 5. 5 15 20 tới 100 là có nhiêu số ta? Thì là 5 tới 100 đúng không? D là 5. Thì cái này là 100
10 năm, 100 trừ 5 chia 5. Hai chữ số. Còn vừa chết cho 3 vừa chết cho 5 đó là số 15. Bội của 15. Vậy là 15. 15 nè, được kê luôn 30, 45, 60, 75. Ê, vậy là coi chừng ở trên kia thằng giải lộ mình ha. Tại vì trên kia mấy thằng kia cũng độc lập mấy em. Vậy là coi chừng á, con này thằng giải sai nè, ví dụ 10 thằng giải sai nè. Rồi ví dụ 10 thằng nghĩ thì giải sai. Ví dụ 7 thằng nghĩ thì cũng giải sai luôn. Chốt thằng sai dễ lại ví dụ 7 với ví dụ 10. Rồi 90 là hết rồi phải không? 6 cái thôi. Như vậy B có A nhân B á là bằng 6 chia 100. Hiểu không? Đó là cái chung. Những cái chung trừ lại. Vậy là theo công thức B của A hoặc B nó sẽ bằng 33 phần 100 cộng 20 phần 100 trừ cho 6 phần 100. Còn đấy 33 cộng 20 trừ 6 47 phần 100 nha. Là nhiêu? 0,47 nè. Rồi vậy là cái trên này dễ sai dễ lại. Dễ lại câu ví dụ 7 sai từ tính cái B âm.